Chào các bạn, bìa cắt tông là một vật liệu dễ kiếm và hầu hết thì chúng đều miễn phí. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách làm một chiếc thùng bằng bìa cắt tông khá là đẹp. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã xem clip.
Thank you.